Ngày nay, bạn có thể tìm thấy vô số loài chim lớn bay lượn trên không, nhưng chúng không thể so sánh với loài chim khổng lồ Argentavis đã thống trị bầu trời Argentina vào cuối kỷ Pleistocene. Argentavis là một trong những loài chim bay lớn nhất từng tồn tại với kích thước của một chiếc máy bay nhỏ. Chúng là bậc thầy trong việc lướt qua bầu trời, còn được gọi là Giant Teraton. Loài này được biết đến từ hóa thạch ba địa điểm có niên đại từ cuối Miocene ở Trung Bộ và Tây Bắc của Argentina, nơi một mẫu tốt của hóa thạch mà người ta đã thu được. Trong series mới này, chúng mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về Argentavis, loài chim tráng lệ của xứ sở Tango trong sinh vật bầu trời số đầu tiên. Những thông tin về Argentax. Argentavis có tên đầy đủ là Argentavis magnificens, là loài điển hình và tên của chúng có nghĩa là chim Argentina tráng lệ. Loài chim này thuộc họ Teratornithidae, nơi chứa một số loài chim săn mồi lớn nhất và chủ yếu sống ở khắp Bắc và Nam Mỹ. Argentavis đã tuyệt chủng cách đây khoảng 6 triệu năm. Chỉ khoảng 10.000 năm trước thì các loài chim của Teratornithidae, họ hàng cuối cùng của chúng, đã tuyệt chủng, và ngày nay các loài chim của thế giới mới như kền là họ hàng gần nhất với Argentavis. So với khủng long, Argentavis sống ở một thời kỳ rất khác và sống động hơn nhiều khi có nhiều loài động thực vật mà chúng ta có thể thấy ngày nay. Argentavis là loài chim bay nặng nhất được biết đến và cũng là một trong những loài chim có sải cánh lớn nhất mà con người từng gọi tên. Kích thước và trọng lượng của Argentavis được xác định bằng phương pháp sử dụng để tính kích thước của loài chim này. Đó là lý do tại sao sự đồng thuận khoa học về kích thước của chúng đã thay đổi theo thời gian. Kích thước của một loài chim đã tuyệt chủng có thể được xác định bằng cách kiểm tra xương chày của nó và hóa thạch từ Argentavis, cho thấy chúng có cơ thể tương tự như dây dẫn. Điều này sẽ khiến chúng có sải cánh ngắn hơn so với chiều cao của mình. Sải cánh của Argentavis được ước tính khoảng từ 5,09 đến 6,5m tùy thuộc vào phương pháp đo được sử dụng, tức là phân tích hồi quy hoặc so sánh với thần ưng California, chiều cao từ 1,5 đến 2m và khối lượng khoảng từ 70 đến 72kg. Những con chim này cao bằng một người đàn ông, có chiều cao từ 1,5 đến 1,8m. Với kích thước khổng lồ của nó, bạn có thể cho rằng Argentavis là loài chim hàng đầu của thế Miocene Nam Mỹ, cho đến khi một loài tuyệt chủng khác, đó chính là Pelagonis sandersi, được mô tả trong năm 2014 là có kích thước lớn hơn, mặc dù chỉ nặng từ 22 đến 40kg. Để so sánh, chim sống với sải cánh lớn nhất là chim hải âu lang thang ở độ cao 3,6m. Kể từ khi Argentavis magnificens được biết đến là một con chim đất, một điểm tốt khác để so sánh là đồng cỏ Andes, một trong những loài chim đất lớn nhất với sải cánh lên đến 3,2m và trọng lượng lên đến 15 cân, không phải họ hàng quá xa với Argentavis. Đôi cánh khỏe và to cùng bàn chân lớn giúp chúng di chuyển dễ dàng cả trên không lẫn dưới mặt đất. Vào thời kỳ sinh sản vào mỗi 2 năm, chúng chỉ đẻ từ 1 đến 2 quả trứng một lần. Mỗi một quả nặng tầm 1kg, với khối lượng này thì sẽ nhẹ hơn trứng của đà điểu. Chim non đủ 16 tháng tuổi sẽ tách ra sống độc lập, không còn sống với chim bố mẹ nữa, nhưng sẽ phải cần hơn 10 năm sau chúng mới chính thức trưởng thành. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong ở loài này là rất thấp, chỉ chưa đầy 2% mỗi năm, vì chúng không có bất cứ một kẻ thù nào trong tự nhiên, chỉ có tuổi già, bệnh tật và những chấn thương lúc giao tranh mới có thể dẫn đến cái chết cho chúng, nên tuổi thọ trung bình của chúng khá cao, từ 50 đến 100 tuổi. Đập cánh và bay. Như đã nói ở trên, Argentavis có sải cánh ước tính rộng khoảng từ 5 đến 6 mét. Chúng có kích thước gần gấp đôi loài chim biết bay lớn nhất hiện nay, đó là chim hải âu lang thang. Làm thế nào để một con chim lớn như Argentavis có thể bay được là một trong những vấn đề quan trọng cần nghiên cứu về loài chim này. Điều này đã dẫn đến một số kết luận thú vị. Các cơ bay chính bị giảm đi so với các loài chim khác. Điều này có nghĩa là, mặc dù đôi cánh rất lớn, nhưng Argentavis không có đủ sức chịu đựng để vỗ chúng liên tục. Rất có thể là do các cơ này kém phát triển, nên Argentavis đã dựa vào các luồng gió thịnh hành để giữ mình ở trên cao, với việc đập cánh chỉ xảy ra trong giai đoạn cất cánh và hạ cánh. Điều này cho thấy Argentavis sử dụng một đôi cánh lớn của mình để kết hợp giữa luồng gió nóng có thể bay vút lên cao.
Việc bay lên về cơ bản là khi một sinh vật bay sử dụng ranh giới giữa hai khối không khí để tăng tốc bằng cách nhào lộn với cơn gió đang tới và sử dụng tốc độ gió để tăng tốc về phía trước. Việc lặp lại quá trình này sẽ làm tăng thêm tốc độ của chúng và dẫn đến những động tác bay tiếp theo, sau đó dẫn đến một hình thức bay cực kỳ tiết kiệm năng lượng. Một hình thức bay thậm chí còn được gọi là phi công lái tàu lượn của con người sử dụng để có thể ở trên không lâu hơn. Argentavis dường như cũng phụ thuộc nhiều hơn vào các luồng không khí để cất cánh, vì kích thước to lớn của đôi cánh của nó, có nghĩa là nó không để đập cánh khi dang rộng và không chạm đất. Cánh và mặt của nó sẽ hướng về phía luồng gió đang đến. Từ vị trí này, Argentavis có thể chạy theo luồng gió để đưa không khí di chuyển qua các bề mặt cánh của nó và sau đó dùng chân để nhảy lên không trung. Đây sẽ là thời điểm quan trọng nhất đối với Argentavis. Tuy nhiên, nếu Argentavis chọn cách chạy xuống một con dốc thì nó có thể tự bay lên không trung, đồng thời tăng khoảng cách giữa nó và mặt đất chỉ bằng một cách bay ngang. Argentavis sau đó có thể vỗ cánh trong khi điều chỉnh hướng đi để tận dụng tốt hơn các luồng không khí. Cách Argentavis kiếm ăn. Cách kiếm ăn của nó rất khó xác định, nhưng theo nhiều nghiên cứu gần đây thì các khoa học đã xác định chúng là loài ăn thịt. Tuy nhiên, Argentavis không được cho là một loài săn mồi tích cực do hình dạng cơ thể và cơ ngực tương đối yếu. Một hành vi đáng tin cậy hơn nhiều đối với Argentavis thì phương án khả thi nhất có lẽ là ăn xác thối, tương tự như thần ưng Andes Protogryphus hay một loài chim còn sống được cho là giống với Argentavis nhất nhưng kích thước thì nhỏ hơn một nửa. Với việc nhặt xác thối cũng đòi hỏi ít sự vận động, làm giảm số lượng calo cần thiết để duy trì hoạt động của cơ thể. Kích thước to lớn của Argentavis sẽ giúp chúng gặp rất ít khó khăn trong việc xua đuổi những kẻ săn động vật có vú nhỏ hơn như Tilacomilus hay chim khủng bố Phoraspis tránh xa khỏi con mồi của nó. Những loài chim này đã mất khả năng, nhưng những thành viên lớn nhất trong nhóm như Phoraspis và Kelenken có thể dễ dàng hạ gục con mồi lớn. Có thể chính những kẻ săn mồi này đã cung cấp một lượng lớn xác thối để hỗ trợ cho hoạt động nhặt xác thối của Argentavis. Tuổi thọ và khả năng sinh sản. Mặc dù không ai có thể nói chắc chắn rằng Argentavis sống được bao lâu, nhưng kích thước lớn và lối sống điềm tĩnh của nó khi so sánh với những kẻ săn mồi năng động khác cho thấy rằng nó có thể đã sống khá lâu. Theo những nghiên cứu của các nhà khoa học, thì tuổi thọ trung bình của chúng khá cao, rơi vào khoảng từ 50 đến 100 tuổi. Có một số giả thuyết được đưa ra lý giải cho tuổi thọ cao của chúng là bởi vì với một kích thước to lớn thì không có loài săn mồi nào trên mặt đất có thể trở thành mối đe dọa của chúng. Chỉ có loài Phoraspis lớn hơn mới có thể là vấn đề. Nhưng Argentavis vẫn có lựa chọn bay, còn Phoraspis thì không. Tất cả những yếu tố này kết hợp lại đã khiến hầu hết các nhà cổ sinh vật học thừa nhận rằng giả thuyết Argentavis có lẽ là một loài chim sống rất lâu và có thể có tuổi thọ lên đến hàng trăm năm như nhiều nghiên cứu hiện nay. Nếu điều trên là đúng thì Argentavis có thể đã dựa vào cái được gọi là chiến lược Kha. Những thông tin chi tiết về chiến lược sinh sản Kha các bạn có thể tìm hiểu thêm trên Google nhé. Ở đây mình sẽ tóm gọn ý lại thôi. Chiến lược Kha là nơi một loài động vật sống trong phạm vi giới hạn trong hệ sinh thái của nó với rất ít biến động về tổng số lượng. Điều này giúp cho chúng không bị cạn kiệt nguồn thức ăn. Và nếu Argentavis là loài ăn xác thối như hầu hết mọi người vẫn nghĩ, thì nguồn thức ăn của nó sẽ phụ thuộc vào sự thành công của việc săn mồi, khả năng tìm thấy xác thối trước những loài khác. Lượng thức ăn như vậy sẽ luôn thay đổi, nhưng một quần thể các loài nhặt xác nhỏ hơn và ổn định sẽ có thể sống nhờ vào nguồn này tốt hơn so với một loài liên tục lai giống. Để hỗ trợ cho chiến lược K, Argentavis có thể đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức vào việc nuôi một số lượng nhỏ chim non sẽ ở lại với chim bố mẹ trong một khoảng thời gian đáng kể. Điều này sẽ giúp cho chim non có nhiều thời gian hơn để phát triển mạnh mẽ, đồng thời giảm đáng kể tỷ lệ tử vong ở những con chim sơ sinh trong loài. Điều này cũng sẽ giúp ổn định số lượng quần thể, giảm nguy cơ giao phối quá mức vì bố mẹ sẽ không sinh sản trở lại cho đến khi con non ở giai đoạn trưởng thành và phát triển nơi chúng có thể tự mình tồn tại. Ý nghĩa văn hóa của Argentavis. Argentavis là một trong những loài chim lớn nhất và nặng nhất từng bay trong lịch sử loài người.
đồng thời giúp ích cho các nhà khoa học về cách các loài có thể bay được ngay cả khi chúng không thể vỗ cánh. Hấp dẫn con người trong hơn 100 năm, kích thước tuyệt vời hiếm thấy ở động vật này là lý do khiến nhiều người yêu thích loài chim này. Argentavis không chỉ là một loài chim thú vị để tìm hiểu, mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách mà loài Teratornotidae tiến hóa trước đây trên khắp châu Mỹ. Loài chim có kích thước bằng chiếc máy bay này đã được trưng bày ở những nơi như Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của Los Angeles, và bộ xương khổng lồ của chúng hiện ra lờ mờ trước mặt du khách, thực sự cho thấy loài chim này lớn đến mức nào. Bạn cũng có thể thấy loài chim này trong tựa game mà rất nhiều viewer trên kênh mình sẽ biết, đó là Ark Survival Evolved. Nếu bạn là người chơi theo hệ bay lượn thì chắc chắn bạn không còn xa lạ gì với Argentavis, là loài được mệnh danh với những chiếc taxi trên không khi mà bạn có thể thuần hóa nó. Loài này có sức bền lẫn máu đều cao hơn thằn lằn bay và Pteranodon, và khả năng gây sát thương cũng cao hơn rất nhiều. Kích thước lớn của Argentavis sẽ đủ để khiến bất kỳ loài động vật nào chúng sống cùng sợ hãi, và khả năng bay cũng khiến những kẻ săn mồi gần như có thể tấn công chúng. Những loài thằn lằn bay như Quetzalcoatlus là loài động vật bay lớn nhất được biết đến từng bay lượn trên bầu trời trái đất. Nhưng Argentavis sống gần đây hơn nhiều trong lịch sử trái đất và có thể đã tương tác với con người. Những loài chim như Argentavis là hậu duệ của khủng long, và mặc dù những loài động vật này đã cách nhau hàng triệu năm, nhưng chúng vẫn rất thú vị để tìm hiểu và cho thấy những loài động vật tuyệt vời này có thể tiến hóa như thế nào. Vừa rồi là tất cả những thông tin mình muốn gửi đến các bạn về loài chim tráng lệ Argentavis. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy đừng quên để lại một like, một subscribe và ấn chuông thông báo để ủng hộ nhóm chúng mình nhé. Và các bạn cũng đừng quên, chúng mình đã mở gói hội viên. Để biết thêm chi tiết và tham gia, các bạn hãy ấn nút join hoặc tham gia ở bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Uncheck Share.